Tân Quyền, Tân Quyền a. Trời ơi, các em hâm mộ anh ha, anh ơi. Chết đi, chết đi, bảo vệ, chết, bảo vệ. Đi, chết đi. Bảo vệ, bảo vệ, bảo vệ. Ơi, ơi, Quyền, Quyền ơi. Yêu cầu xuống đi, xuống đi, xuống đi. Anh Quyền, anh Quyền. Đưa đi đi. Anh Quyền, anh Quyền đâu ơi, anh Quyền đâu ơi. Ủa, mới nghe nữa mà, anh Quyền đâu, anh Quyền. Anh Quyền đâu rồi, anh Quyền đâu. Trời ơi, té luôn rồi kìa. Hả, té hả? Vô, vô, vô. Đây này, đây này, đây này. Anh Quyền bên kia, anh Quyền bên kia. Quyền bên kia. Anh Quyền, anh Quyền chạy với anh Quyền ơi. Kinh khủng quá. Chị Mừng gọi đại bàng, chị Mừng gọi đại bàng bồ câu, nghe rõ trả lời. Nghe rồi, nghe rồi, nghe rồi. Mọi chuyện đã ổn rồi. Nghe rồi, chim cút nghe rồi. Đưa thằng chủ ra đi, đưa thằng chủ ra đi. Xong hết chưa, xong hết chưa? Xong hết rồi, xong hết rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, đưa thằng chủ ra đi. Nè nè, cái chuyện gì mà ôm sòm vậy? Hả? Tất cả mọi chuyện các chú làm cái gì vậy? Cái gì vậy? Mày ra cái gì vậy? An toàn rồi, một con kiến cũng không chui qua được. Mày điên hả? Này, không có kiến nào ở trong này đâu. Cái quần này tao ủi mà, nó có nó cũng chết rồi. Này, thế là cái chuyện mà bố mẹ tôi mướn hai anh làm vệ sĩ là có thật đấy hả? Dạ có. Ôi dồi, thế thì chết tôi rồi. Tôi đâu có cần vệ sĩ gì, tôi có... Phải cần chứ. Có chuyện gì đâu. Phải cần chứ. Trời ơi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng. Đó. Trèo cao thì té đau. Tào lao. Tôi nghĩ á, ông bà mướn tôi á, đó là cái trách nhiệm của tụi tôi phải làm là phải bảo vệ anh. Nhưng mà bảo vệ, có ai muốn làm gì tôi đâu mà bảo vệ. Có, hồi nãy đó có một con búp bê bị hư đó. Nó chạy, nếu không có tụi tôi thì chết. Chết chắc. Nguy hiểm lắm. Thôi tôi thấy là cái chuyện này nó không, tôi không quen đâu. Làm này thì người ta để ý, nó trông như là dở hơi á. Dạ không sao đâu. Đây là ông bà chỉ có mướn có hai người thôi. Chứ còn bình thường có những ca sĩ khác, người ta mướn tới mười mấy người mà khán giả không ai bu. À thế thì nói chuyện đến ông bà. Thế thì tôi dặn hai chú là đón bố mẹ tôi sang đây để xem cái show 50 năm của tôi. Bây giờ ông bà đâu? Xong hết rồi, yên tâm, thân chủ yên tâm. Giao cho tôi là yên tâm. Bởi vì đó, không thích nhưng mà ông bà ngồi đâu? Chỉ cho tôi coi. Dạ, xong hết rồi. Bây giờ đang ngồi rồi, đang ngồi một cái nơi rất là đẹp. Đang ở Paris rồi. Cái gì? Tại sao là Paris? Cái show Thúy Nga ở Cali, show Paris by night là ở Cali, mà tại sao lại đi Paris? Tại thiếu cái chữ by night. Ông biểu book show, book vé cho má tôi đi Thúy Nga Paris. À, tôi tưởng đâu qua bển coi bà Thúy Nga. Thôi chết rồi. Thôi, qua đó mới gặp bà Thúy thôi, chưa có thấy bà Nga. Nói phải nói rõ ràng chứ bây giờ. Nói bây giờ bút vé rồi, qua bên đó rồi. Các chú không hiểu là nếu mà hôm nay ông bà cụ tôi mà không có mặt ở đây thì không có ai giúp tôi giải quyết được cái mớ bòn bon này. Tôi điên đầu. Mớ bòn bon gì? Còn tụi tôi chi? Thân chủ nói gì kỳ vậy? Đây tụi tôi là bà, theo lời ông bà chủ là phải bảo vệ mà. Phục vụ là có phương châm. Đúng. Phục vụ là phải có phương châm. Bảo vệ thân chủ. Lương lãnh đủ. Thôi. Hai chú im đi, tôi không biết giải quyết cái vụ này thôi. Sao mà chửi quá trời chửi vậy? Trả tháng có 6.000 đô mà chửi như thú. Làm ở về mà chửi như ở đời vậy. Tôi nói rồi, hồi trước đừng có làm security, đi làm người mẫu chứ không nghe. Ông điên hả? Chân có thước mốc làm người mẫu. Từ đầu tới chân á, tính cái chân không còn đỡ. Biết vậy rồi. Mà mình á, tại vì mình nghĩ là mình lực lưỡng, cho nên mình mới đi làm bảo vệ. Chứ nếu mình ốm yếu đâu bảo vệ làm gì? Ốm yếu mới dễ lan lỗi ông ơi, sao mắc cười quá. Ông ngộ thiệt. Hơi. Gì? Búp bê hư nó ra lại rồi. Bảo vệ thân chủ. Tìm một con đường, tìm một lối ra. Ngày qua ngày, tìm hoài không ra. Chỉ chỗ cho bà ra đi. Anh Quy đâu? Anh Quy đứa Quy, của tôi đâu? Sao hồi nãy anh gạt tôi? Vô trọng kia không thấy anh Quy đâu hết. Anh Quy đâu? Thím ơi Thím, tự trọng xíu đi Thím. Hả? Đúng rồi, phải giữ tự trọng. Yêu cầu anh khiêng bà ra ngoài. Đó là trách nhiệm của mình, khiêng bà ra ngoài. Khiêng bà này cho gãy lưng hả? Bà như con heo gì mà sao khiêng nổi? Anh Quy đâu? Trời ơi,
Tôi yêu ảnh mà. Cái gì? Hả? Yêu anh Quy hả? À. Cái gì? Trời ơi. Thì ra thân chủ mình ăn ốc đổ vỏ. Hốt nhỏ rồi xong giờ bỏ nhỏ này. Bây giờ người ta mới đi tìm á. Nó mới đi tìm đó. Chết rồi. Mà ông này cũng hay á. Nhỏ gì mà ăn hết được hay thiệt. Cái thẩm mỹ về nghệ thuật thì có. Đúng rồi. Mà thẩm mỹ về mỹ thuật hình như Đức Quy không có. Ghê quá, nó giống như cái phim của con gì Annabelle gì đó. Hả? Ghê quá. Đâu anh Quy đâu? Hả? Anh Quy đâu? Nè nè đi. Hả? Anh Quy đâu? Giạt ra đi, giạt ra, yêu cầu giạt ra đi. Giạt cái gì? Này này. Anh Quy đâu? À đây đây. Anh đây. Quy. Anh Quy. Đó. Ơi ơi. Ủa? Ơi. Em là ai? Hả? Em là ai vậy? Kéo ai ra. Vậy? Ai vậy? Làm gì vậy? À, tôi muốn tặng anh Quy. Anh Quy tuổi con heo mà. Tặng anh nè. Đưa đây. Nè, lấy con heo này, lấy con heo này. Rồi thôi lấy con heo này đi. Lấy heo này đi. Anh Quy, anh không nhớ em hả? Em là ai? Em trời em nhắc Quy ơi. Này Chí bữa, ơi. Bữa nay là anh nói là ba má anh tới đây để coi mắt em mà. À. Em có phải là Jennifer trên mạng không? Dạ đúng rồi, Jennifer đây. Trời ơi. Nói thiệt với em. Bây giờ nhiều Jennifer quá, đâu biết Jennifer nào. À, mà hai cái Jennifer kia tôi biết là hai Jennifer đẹp không á. Jennifer Phạm với Jennifer Nguyễn là bà Nguyễn Cao Kỳ Duyên mà đẹp thì á. Thì có ăn có thôi, cũng Jennifer vậy. Con này phơ chứ gì mà phơ. Cẩn thận, thân chủ, cẩn thận. Cái gì? Ủa, mà em nhớ. Đâu? Cẩn thận, nó đè là chết đó. Không. Cái gì vậy? Không, không, để tôi nói, bình tĩnh, cô này không sao đâu. Có hơi khác cái hình mà em gửi cho anh trên mạng thôi. Chắc là có Photoshop gì vậy phải không? Dạ. Nó không có Photoshop đâu, nó chặt đầu con khác để vô. Ông đừng có xạo. Không có, hình của em thiệt đó mà. Nhưng mà sao? Sao em ăn mặc kỳ cục vậy? Không, cái style em nó vậy mà. Rồi em lên đây. Rồi em lên đây làm cái gì vậy? Trời ơi. Muốn ngồi nè. Anh quên rồi hả? Anh nói với em là bữa nay ba má tới đây ha, coi mắt em. Có đúng. Em gặp rồi, em sẽ dẫn anh với ba má anh ra Trà Băng rút 1 triệu đô ra cho xài. Trời ơi. Sao nó giàu dữ vậy? Ghê ta. Xấu xấu mà giàu ghê. Kệ mẹ, nhắm mắt làm liều đi. Cái đó của ông Quy mà. Thì bây giờ ông hốt, tôi với ông hốt luôn. À kệ đi. À ba má có rồi. Ba má sắp tới không đâu. Nhưng mà cái chuyện đó nó ba má tới đây rồi. Có. Tại sao lại tới đây? Khoan. Dạ. Để em tôi giải quyết cho. À, ba má của anh Quy tới rồi. Đâu? À, đang ngồi kéo máy ngoài kia. Ủa? À, đúng rồi. Tội nghiệp bác gái thua 5.000. Thua 5.000 kéo không được. Thua 5.000 bây giờ cái tay hết đánh piano được rồi. Chuyện nhỏ. Thua 5.000 phải không? Đây. Cầm lấy 10.000 qua. Hả? Ra ngoài đưa hai bác, mời hai bác vô nha. Trời ơi. Thôi em, không được. Anh không thể nào để em làm chuyện không này. Không sao mà làm. Không có nhiều đâu. Kỳ lắm. Anh ghi tâm đi. Thôi hai người đứng tâm sự đi. Tôi ra tôi mời bác vô. Dạ. Hay quá nha. Trời ơi, sao tụi bay để tao đây? Quỳ. Sao anh thử hờ với em vậy? Cái ghét quá à. Anh quên nè hả? Anh quên là anh nhắc có những kỷ niệm với em rất là nhiều mà. Em biết không? À, mỗi lần em nghe cái bài hát mà Người Tình Trăm Năm á, em có cảm giác là anh viết cái bài đó riêng tặng cho em á. Bậy bạ nè. Anh biết hồi đó là hồi em chưa đẻ luôn mà. Nhưng mà em có cảm giác vậy mà. Hay là hồi nãy anh có cái đàn đó, anh lấy ra cái đàn cho em hát chút xíu được không? Giỡn chơi hoài. Chơi gì? Đi vô nè, đi đợi cho hát đi mà. Đàn đâu? À, đã quá, nựng lượng cái rồi. Rồi sao? Mày ngồi ha, ngồi ha. Dạ, đứng nè, đứng cho nó sung lên. Lại nè. Vô nha, vô luôn nha. Vô, 2, 3. Đến một ngày nào đó em sang, một ngày nào đó em nhớ có một lần mình nói ta yêu nhau, có luật sư làm chứng.
bầu trời. Sợ lời của tôi rồi đó bà. Cái gì vậy mới hay chứ. Có phần trăng gì, phần trăng đâu bằng luật sư anh. Luật sư nó có giấy tờ đàng hoàng. Một lần đa trọn rìa hiếm dân với anh em mãi là người tình chăm nam. Thiếu nhan sắc nhưng mà hát cũng gần được. Đâu anh thấy nhan sắc anh đẹp mà. Nãy em ngồi ghế kia cái ông kia ông chảy nước miếng quá trời. Quay á quay. Ủa ai vậy? Quay hả? Quay á quay. Ai vậy? Quay á. Ủa? Quay á. Thôi, cái này đủ rồi. Quay ơi quay. Đủ rồi, giãn lại cho tao. Quay ơi. Con ở đâu rồi? Dạ con đây. Quay đâu bò? À cái biệt anh là mồ đây. Quay đâu? Tới đó cái biệt anh là mồ đây. Hả? Anh nhìn Quay. Ba má anh. Ủa sao kỳ vậy? À, anh nói tiếng Bắc, rồi ba anh nói tiếng Trung. Còn má anh nói tiếng gì trong tiếng Thái vậy? Anh cũng không biết làm sao luôn. Anh nghe kỹ rồi coi nó nói gì vậy. Quay đâu? Tại sao mày đi ở má gì khờ? Mày hát mày bỏ ba má mày ở dưới quê. Ông nói cũng hiểu chứ cà đi. Để tôi thống dịch cho là để đi ở mẹ đi cá lơ mì đâu rồi. Ủa cái gì vậy? Anh đi mày chục năm rồi, anh đi America, anh đi Army rồi. Ai qua mày hát rồi được không? Tại em đúng rồi, ba má chứ quê không ai biết gì trơn. Để tôi thông dịch cho lại, nói là đi lâu quá mà cũng biết gì trơn như thế. Là cái gì với anh? Sắp hiểu rồi. Nói gì em không nghe không được. Anh cũng sắp hiểu thôi. Khi nào anh hiểu anh nói em nghe. Dạ. À ta hầu chưa ba mày đẻ mày ra mày mình nuôi mày rồi lớn lên rồi mày bỏ mày đi má chục năm rồi mày không về mày bỏ mày má đi quê mới đúa mày chơi trần hả? Để mà thông dịch chó là ra tôi con đẻ con ra đây là cho con bù đây rồi chưa ra là không ai biết đấy chứ con đi mẹ chục năm á chứ con chưa về thế Quy để tôi dịch cho. Nói gì vậy? Thôi thôi được rồi, núa không có hiểu gì hết trơn. Ê tao dịch cho nè con. Ê cho má mày nói là mày bị mày mấy cho mình về trong bấu đó rồi trong mấy trong đủ rồi đó. Ba má nói gì vậy em nghe nữa bấu á má nói đó là nhìn cái tướng em mà mai mốt đẻ đó dạ. Nhiều sữa cho con bú lắm. Hay quá. Bà qua bà nói chuyện đi không hiểu. Ý là bà nói là con á là cháu ni là con có lấy tân hủy đó là coi như là con đẻ nhiều là con có chừa cho con là bù à. Mà nó không có hiểu cái nuốt cái tiếng mà khó nghe để tôi nuốt cho nghe. Tao bà cháu là cái quay đâu chứ quê, là cháu là lớn lên rồi chưa. Hồi xưa thì má cho ông bú, nhờ ông bú hạt hà. Dạ là sao? Đó nhưng thì đó, vậy thôi. Ê, không hiểu gì cả. Thôi. Thôi mà tao thấy hai đứa bay đẹp đôi rồi. Đám cưới đây. Đám cưới luôn. Dạ khoan. À, con tự giới thiệu. Con là Jennifer. Biết rồi. Không biết. Ngu. À, thầy hai đứa đẹp đối là bạc chó, hai đứa lấy nhau luôn. Lấy nhau đi. Nó làm đám cưới đấy. Tao nói giãn ra, không có giãn ra, có thể em nhập vào. Thì được rồi đó, mày hốt nó đi về mà. Mày hốt con này thôi, về thôi, mày thôi, ăn thôi, một hả? Năm. Thôi. Này, mày hốt con này về mày ăn thịt, thanh ghi vi như hay thịt. Bác ơi bác. Tôi bắt cổ hai ông bây giờ. Hai ông lột mặt nạ ra dùm đi. Hai bác muốn hỏi tôi gì không? Bác cái gì hai anh security? Chào. Rồi có tên là Jennifer gì? Dạ Jennifer. Jennifer. Dạ. Jennifer. Dạ. Chết mẹ nè. Đàn bò con ghế mà có rau ông ơi. Phơ. Dạ. Phơ ơi phơ. Dạ. Rồi ra con nguyên quán ở đâu? Dạ hồi đó con có nguyên cái quán phở. Giờ con ế qua con sang rồi. Con này sao nó ngu dữ vậy? Tôi hủa nó nguyên quán mà hắn kể không có quán phở. Hắn có quán phở kệ cho hắn chứ. Ý bạch tái hồi là cái quê quán. À không.
quan của con không có quê đâu, sang lắm. À, bị quán sang quá nó sang quán rồi. Quán mày sang kệ mày mày chứ. Ý tao hỏi mày là cái quê cái chỗ mà ba má mày. Cái nơi mà ba má sang em ra. Ba má mày một đêm không ngủ cả mày đó. Hiểu rồi. Đúng rồi. Dạ. Quê. Dạ, ở bệnh viện Từ Vũ á. Con này nó ngu mà nó ngu kiên nhẫn ghê. Con này lại về khó đào tạo. Đúng rồi. Tài năng tiềm ẩn nhưng mà rất khó đào tạo. Thôi, lật bài ngửa chơi với nó đi. Rồi. Tôi nói cho cô nghe. Cô á không phải là đàn bà gì hết. Ê, cho chấm lấy cho mày. Ủa? Nãy giờ đó anh thấy cái chuyện nó rối quá rồi, bây giờ anh muốn trình bày sự thật cho em nghe. Hả? Cái này là hai người sư. Dạ đúng, ai đem là sư cô. Sư cô đó tí. Là bởi vì dạ tụi em là... cũng chỉ sư cô lấy tiền thôi. Ủa sao hai người ta sư cô cả một tháng mà lãnh lương có một lần. Cái gì kỳ vậy? Thì đó. Sao hai người vô làm giả ba má anh Quy là sao? Đây là như thế này, để anh trình bày. Là dạo sau này đó, anh đi hát thì có rất nhiều người hâm mộ. Dạ. Và mỗi người hâm mộ một cách khác nhau. Dễ sợ. Đúng không? Dễ sợ. Và đi nơi nào thì mà mình được người hâm mộ, như vậy là quý rồi. Dễ sợ. Và gặp cái trường hợp như em đó thì anh cũng rất quý. Mà mấy người này lại lên lại ngăn cản em. Thì thật ra anh nghĩ là em cũng không cần phải cải trang làm gái như thế này. Yes, sir. Yes, sir. Em hiểu không? Thế thì anh nghĩ là em cứ cứ là em. Rồi em nói là em lên, em muốn gặp ai thì em gặp, thì người ta sẽ cho em gặp. Không được. Em muốn gặp mấy lần rồi mà hai ông nội này cứ cản hoài, cho nên em mới giả gái gì chứ. Giả gái gì mà thích mẹ luôn à. Thế tại sao mà em không email cho anh để anh biết trước? Hay là em gửi thơ? Em gửi mấy trăm lá thơ email cho anh mà sao anh không trả lời? Anh có nhận được cái gì đâu. Ôi, sao kỳ vậy? Hai đứa kia, mấy cái email tụi bay xóa hết rồi hả? Dạ, xóa hết rồi, thơ nhận được đâu hết rồi. Đó, anh thấy không? Hai ông này kỳ cục ghê. Thế cái chuyện này đâu cần phải rối. Không, mà bây giờ nó nói cho cô. Cái gì? Ai? Bây giờ kêu bằng cái gì? Con, không phải thằng. Con thằng Lăng. Con thằng Lăng. Cái gì? Bây giờ tôi nói cho anh cô nghe nè. Anh cô nghe. Cô anh nghe nè. Mệt quá, nói cho bị điên nghe nè. Mệt rồi. Bây giờ ái mộ kiểu nào cũng có hết. Đó, như là anh Đức Huy anh nói rồi. Nhưng mà ái mộ á là nó có nhiều cách ái mộ. Mình thương người ta, nghệ sĩ rất cần cái tình thương của khán giả. Nhưng mình bày tỏ cái tình cảm của mình như thế nào, đừng làm cho nghệ sĩ người ta sợ. Nói nè, làm dây là đã thấy sợ rồi, chứ đừng nói gì mà tới nói chuyện. Bận đồ dây là tôi đã thấy sợ rồi. Sợ cái gì? Tại bắt buộc lắm em mới làm vậy thôi chứ bộ. Thật ra là em biết anh Huy á, mới đầu anh hát xong á, anh người này rất là cô nơn. Em chỉ muốn gặp thần tượng của em, kết nghĩa là anh em thôi. Nhưng mà mấy anh khó quá mới lần lợi gần, anh cứ đuổi đi hoài. Ủa thì tôi ăn cơm chúa phải múa tối ngày, lãnh lương sư cô phải lo cho đầy đủ chứ. Thôi sư cô đi tem mà. Em biết rồi. Thôi về mốt em không có giả gái nữa. Tôi thích gì đúng rồi, mai mốt anh cứ để bình thường con người của anh. Tụi tôi sẽ lo cho anh hết mọi cái. Mà anh nói trước nha, anh em không phải là BD đâu đó. Anh là em là đàn ông đàng hoàng á. Không phải giỡn đâu à. Thôi bây giờ hiểu nhau hết chưa? Còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không. À, nói chung là mai mốt cứ muốn gặp anh Đức Huy là gặp tụi tôi. Đây. Mà báo cho biết là tháng sau là ba má anh đuổi rồi. Ủa gì kỳ vậy? Đuổi tụi tôi rồi. Ủa, nên liên hệ người khác. Muốn về làm sờ cô mà sờ cô không tốt, đuổi. Ủa gì kỳ vậy anh Huy? Đây. Thôi hai người này dễ thương mà. Má, cái tiền hồi nãy trả lại cho anh á. Dạ. Tại vì thật sự tụi tôi muốn làm vậy cho anh ấy thôi, chứ ba má con Quy bây giờ không có đi coi được. Nhưng mà còn có 9.800 thôi nha. Sao vậy? 200 hai đứa chơi roulette rồi. Trời ơi. Không sao, em tặng luôn. Thôi. Giàu mà. Thôi vậy được, thông cảm giùm tôi nha. Dạ. Tại nghề của tụi tôi mà. Anh cũng thông cảm cho em nha anh. Dạ. Tại cái nghề của tụi em vậy. Vâng, dầu sao cũng phải cảm ơn em.
Em rất nhiệt tình. Và bây giờ thì mọi chuyện mình còn thắc mắc gì nữa không? Dạ không, bây giờ em vui bây lắm. Bây giờ con tim đã vui trở lại chưa? Dạ. Con tim đã vui trở lại. Trời ơi, vui đó con ơi. Vui trở lại chưa? Vui quá thì vui quá rồi. Con tim nó lòi ra ngoài luôn. Thôi rồi, con tim vui lại rồi. Chưa. Mình phải làm gì nè? Vui hát đi. Dạ, con tim đã vui trở lại. Và tình yêu đã dâng về người. Còn tâm hồn nguyện yêu mãi. Riêng người mà thôi. Chị Năm hả? Chính nè. À, trời ơi, cái vụ bữa nhờ chị sao rồi? Kiếm giùm cái nhà ngoại cảm thì tới coi giùm cái nhà tôi sao nó bị cái gì giống như là ám hay sao không có ai lui tới, bạn bè xa lánh. Tình yêu thì cô quạnh đó, nhớ không? Là sao? Trời ơi, sao hứa hoài vậy chị? Ráng giúp giùm tôi đi nha, tôi cần lắm. Có gì gọi tôi nha. À, rồi, trên cảm ơn. Đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm ruột rỗi cả nùi. Trời ơi, thằng cha Tư ra tình rồi đó. Hàng xóm đó mà ngày nào cũng hát cái ba cái nhạc đâm ban của nhà mình, nhức đầu đang rối rồi cứ hát gì hoài. Xuân đến mang cho một niềm riêng, đất mẹ máu bình yên. Trời đất ơi, mày hát gì mà hát tầm bậy vậy ha? Hát gì mà hát hoài vậy? Im đi, không hát nữa. Hát nữa đi tớ, lỡ ngày kia sống nó cạn rồi đã nó mòn từ từ. Trời ơi, hát cái gì kỳ vậy? Mày coi mà bước qua đây, bước đây nói chuyện tao nè. Đồ già suy mưng. Chữ ai già suy mưng? Tao có miệng tao hát kệ tao. Sao vô duyên vậy? Tôi hát bên nhà tôi, bữa hát nhà ông hả? Trời ơi, tôi đang có chuyện tôi rối não lắm rồi, hiểu chưa? Cái chuyện ông có chuyện là chuyện của ông. Hàng xóm láng giềng có ai chơi với ông đâu. Tôi cũng đâu có chơi. Ông có chuyện gì kệ ông. Nè, vô diêm. Có chuyện gì thì không cần biết. Nhưng mà mày hát từ đó, mày mua cái vàng karaoke về mày hát giọng ở đây hả? Không để ai ngủ nghe vậy trơn á. Mà tao nói mày nhiều chuyện quá. Nếu mày không thích mày đóng cửa lại. Gì? Mày đừng nghe. Mày lấy bông gòn mày nhét lỗ tai lại, mày đừng nghe. Người ta hát đó là chuyện của người ta, sao mày lãng xẹt vậy trời. Lãng cái gì? Cái gì mà hát nhạc đàng hoàng á, không nói. Hát ba cái nhạc gì tào lao. Bây giờ nè. Nhạc đó mà tào lao. Sao nhạc tào lao? Nhạc đó bao nhiêu năm trời người ta vẫn nghe mà tào lao. Nhưng mà bây giờ xã hội tiến bộ rồi phải không? Mày phải hát cập nhật mỗi ngày. Mày hát những cái nhạc mới bây giờ, thịnh hành bây giờ, hiểu chưa? Nè, mày lớn tuổi rồi, mày phải hát những cái nhạc cho mình thấy mình trẻ trung lại, hiểu không? Cái tâm hồn mình nó trẻ lại. Hát ba cái nhạc gì buồn thảm gì cũng hát. Tôi không tân tiến như anh làm ơn cho tôi vài bài được không? Cái đề tài mày thách tao nha. À. Nhạc bây giờ hát một cái là hiểu liền. Hay. Thấy chưa? Nghe là thuộc liền. À, hát thử coi. Mày nghe bài này nè. À. Tình mình như cái ly bể, tình mình vung vơ thế sao, đập vào tim anh thật đau, đập vào tim em thật đau, đau quá, đau ơi là đau. Áu. Hát là hiểu liền. Mày hát gì? Khó hiểu, suy nghĩ động não, nhức nhuỗn não, hiểu chưa? Cái hiểu hay không á thì về nhạc thì tôi chưa nói, cái động tác của anh là tôi hiểu rồi đó. Gì? Anh đang luyến tiếc lắm đúng không? Luyến tiếc cái gì? Đụng vô mà đâu còn gì. Tào lao ba cái nhạc gì? Tình mình như cái ly bể. Tào lao, cái ly đó là quánh vô mặt mày cũng đau nữa chứ đừng nói. Hát vậy mà cũng hát những cái bài hát tình cảm, hát ra người ta nghe trời ơi, hình tượng nó đẹp, thật đẹp. Tình cảm cái gì? À. Đây, tình cảm đây, nghe tiếp nha. Có luôn hả? Còn ngắn gọn hơn nữa. Hát đi. À. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh. Khi đôi ta hết yêu... Này cập nhật tin tức cũng lẹ thiệt á. Mới về đây mới thấy trên mạng đây, giờ nằm đây rồi. Khi sao? Đôi ta hết yêu nhau, trả quà cho anh rồi. Trời ơi, nhục nhã gì mà mày cũng làm được hả? Cái gì nhục? Mày đòi quà lại mà mày nhục nhã mày cũng làm được. Hát vậy mà hát, phải hát như đây nè. À, hát mà tâm hồn nó phải lắng động trở lại. Khi người ta nghe từng câu từng chữ người ta thấm rồi người ta mới thấy đã. Nói không à, hả? Không có thấy. Đây, mời bạn nghe nha. Quê hương dân tộc thôi.
anh đứng bên đây sông chờ trong mù u chưa chín, em đứng bên kia sông chờ trong mù u nó chín chưa. Mù là mù ăn mây, mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Mày hát tao lao hả, tao mà không chận đúng lúc mày giết, mày giết hết trời đất nhà hả. Mày ăn cái gì hả? Lộn. Tao lao, tao lộn, lộn con khỉ. Ăn gì kệ mẹ tao, mày vô duyên à. Tao ta chỉ hát là mày ăn chưa chứ tao ăn rồi. Nhưng mà đó vẫn là âm nhạc, thấy chưa? Thôi tao không có nói vụ âm nhạc nữa. Thôi nè. Gì? Mày đi nha. Mày nói mày là bạn tốt, sáng láng giềng tốt phải không? Mày đi ra mày chợ, mày ra rêu ra, mày nói tao là cái gì cái đó bủng xỉn, sống ích kỷ ha? Nè tao chưa nói nha, cái ngày tất niên của bà nhà mà năm mới tổ chức á, mày lén mày bỏ thuốc sổ vô ly bia của tao, làm tối 23 đưa ông táo thì tao đưa đâu có được, băng phổ bông cả đêm luôn. Ủa vậy hả? Chứ còn gì nữa. Ủa hèn gì tao thấy điện nhà mày sáng trưng mà không thấy mày đi qua đi lại mà nghe toàn tiếng pháo không? Mày còn nói nè. Ăn Tết sớm quá vậy con. Trời ơi trời, cái đó là tại mày, mày ăn ở sao tao ghét, tao mới bỏ thuốc sổ vô bia mày. Nè còn nói nữa, tao mới nói hồi nãy ha. Vậy? Mày á, mày đi mày rêu rao mày nói tao bụng xỉn lắm hỏi kỹ hả? Bụng xỉn cái gì nữa? Bụng xỉn gì? Con hàng xóm có ai nhờ được mày gì không? À, cái cây rụng cái lá qua nhà, tao biểu mày chặt cái nhánh cây đi. Mày cũng sợ, mày nói ủa cây của tôi nó xà qua thì chịu khó lụm lá đi. Mày sống vậy mày sống với dế chứ mày sống với ai? Chưa hết nữa nha. Vậy mày còn đi rêu ra mà nói tao già, mày vô duyên tới giờ này không có vợ ha, ha? Ở dơ cho nên không có gái nào theo, có không? Cái đó tao không có nói nha. Trời nói à, tao chỉ đồn thôi chứ tao không có nói. Tao đồn cho người khác nói. Ôi hàng xóm mày thôi chứ. Không phải, tao không có đồn, tao không có đồn bằng miệng, tao viết giấy tao gửi qua nhà khác. Mày đánh quá ha. Chứ ăn ở không làm gì quẩn mà. Nhưng mà nói nghe nè, cái chuyện đó có chứ không phải là không. Tao hỏi mày nè, ở gần xóm mà tao thấy rõ ràng, cái bộ đồ mày mặc tuần lễ mày không giặt, bảy ngày mày mặc có một màu một, mày mặc sặc sỡ quá, tao để ý tao thấy liền. Thấy không? Ước mơ của mày là tao biết rồi, mày ước mơ thành con cú đúng không? Tào lao, ước mơ là mình thấy thành con công con phụng mới đẹp, tự nhiên ước mơ làm con cú thì đó, ước mơ ở giờ mới thành con cú đó. Tao không có giỡn với mày, tao ở giờ nào giỡn gì hả? Đó vậy chứ mày mua xà bông về làm gì? Mỗi lần giặt đồ thì mày nói là thao xà bông đó. Đó thấy không, còn bụng xỉn là không, cái chuyện này mày biết nè. Bạn gái tới nhà đó, mày mời nước, mày sợ là hao nước. Hao nước ở đó đúng không? À thì bụng xỉn là đúng rồi. Chưa đâu, bà con còn đồn ghê lắm. Đồn gì? Bà con còn đồn mày hả không có vợ tại vì mày là bán xà bông. Bán xà bông là gì? Là bóng xà bang đó. Nè mày giải thích cho rõ ràng nha mày. Bóng xà bang là sao? Mày bóng xà bang là mày bê đê đó. Sao cái mặt mày cũng không hiểu hả? Chưa hiểu lắm. Bê đê đó tiếng Tàu người ta kêu là nã duyền, tiếng Thái người ta gọi là cà thơi, tiếng Anh người ta kêu là gay. Đó, ở ngoài Bắc gọi là đồng cô, đó, ngoài trong Nam gọi là bóng, đó mà tiếng Trung gọi là lẹo cái. Đó. Thôi đứng nói sao lẹo cái nào mày? Mày không lẹo cái sao mày không có vợ? Mày đừng có nói tao ha. Sao? Mày nhìn lại mày đi. Giờ này mày cũng đâu có ai đâu ha. Mày đặt. Xin lỗi mày, tao không có vợ là tại tao sống theo di chúc của má ta, theo lời dặn của mẹ ta. Dặn gì? Trời, mẹ ta dặn trước khi chết, mẹ ta nói rồi, con ơi không có mẹ bên cạnh, con đang tuổi lớn nhớ giữ trinh tiết. Thì gớm. Vậy là tao ở vậy luôn. Chưa có bà mẹ nào mà nói con mình phải ở giá cho mày được cái tào lao mày ơi. Nói mày nói cũng phải. Đó sao mà tự nhiên tao cảm thấy nó lạ lạ. Rồi trước khi ba tao qua đời, tao cũng hỏi ba tao, nó hồi đó lúc đó có ba ngồi bên cạnh mà sao mẹ dặn con kỳ cục tới giờ này con không dám lấy vợ. Ông nói dặn cái gì? Nói là con nhớ giữ trinh tiết. Ông nói ờ đúng rồi, mới tự tới chữ giữ trinh tiết là mày chạy mất tiêu rồi, còn ba chữ sau nữa là vài năm thôi. À, thiếu có ba chữ thôi mà ở giá tới giờ.
Đó cho mày hay, nhưng mà tao nói mày nghe, bây giờ cũng đâu có muộn gì đâu, hiểu chưa? Mày vẫn tiếp tục kiếm lập gia đình được mà. Ôi mày cùng tuổi với tao mà, hai đứa mình biết rồi, giờ nó quéo cò mẹ hết rồi, lấy về chi nữa. Còn lâu mày quéo tao cũng quéo mày. Chưa chắc hả mày. Thôi nói chuyện mày mệt, tao về tao chuẩn bị gói bánh tét mai cũng. Đồ cái thứ, nhìn là biết ế chảy nước rồi. YouTube ha, YouTube. Thu cái gì mày? Nhiều chuyện ở cạnh nhà hàng xóm nhức đầu. Alo. À, chị Năm ơi, sao chị Năm? Cái gì? À, có rồi hả? Hay quá. Chị nào tới? Tôi xíu đó hả? À, dạ, cảm ơn. Khổ lắm. Từ hồi mẹ còn á thì hàng xóm lui tới thường xuyên thăm viếng. Từ hồi bà mất á tự nhiên biến hết trơn, không còn ai hết trơn. Cũng tại mình nữa. Chắc là do kinh tế nó xuống, làm ăn không được, cho nên là bạn bè từ từ nó xa lánh. Mà phải chi mình đâu, có nhiều người ta làm ăn được lắm chứ. Bà Ngọc Quang bán hột xoàn nè, lần bán cái bụng vậy đó, người ta tới thấy hột chút xíu à, nó trầm trồ khen ngợi trả giá cả mấy chục ngàn, trong khi hột tôi bị lớn nha. Không nhìn cái chê nó sượng hột mít. Khổ lắm, bây giờ cái kiểu này chắc sang năm là phải mới là phải đổi buôn bán hột é thôi, chứ hột mít buôn bán kiểu này có ngày dân chúng là than phiền chết luôn rồi. Ăn mít hoài đâu có tốt. Kẹt. Hello. Ủa? Chào con. Nghe đồn ở đây đang cần người phong thủy. Ta được sự giới thiệu của bà Năm Trang đây để xem đây. Wow. Dạ đúng rồi. Dạ con chào thầy. Xin lỗi anh, tôi không dạy anh một ngày nào. Ông bà ta có câu một chữ cũng thầy, hai chữ cũng thầy. Tôi chưa dạy anh chữ nào thầy mẹ gì. Dạ con chào cô. Mắt mày mù à? Cô thì ít nhất nó phải có ít hoa trên người chứ. Người ta gọi là nhũ hoa, mày hiểu không? Từ trên xuống dưới như cái sân bay thế này thì cô làm sao? À, như vậy thì con xin chào ấy à. Xin lỗi anh, tôi được sinh ra từ một gia đình, từ một gia tộc, từ một ngôi nhà có cha sinh mẹ đẻ. Thế người ấy thì phải có tên có tuổi, tại sao lại gọi là ấy? Ấy là khi nào người ta đau bụng, người ta đi vào trong chỗ kín đáo, người ta gọi là đi ấy. Thế không nhé, mỗi lần người ta vào đấy người ta lại gọi tên tôi à? Ờ vậy thì con phải xưng hô sao cho nó đúng đây? Cứ gọi là cậu đi. Dạ con chào cậu. Cậu chào con. Dạ cậu. Thế ơi, con đã chuẩn bị hết chưa và cần xem những gì? Dạ nhà con lúc này sao ít người lui tới, tình duyên thì cô đơn hiu quạnh quá. Nhờ thầy cô giùm coi nhà con có bị ái ám không vậy? Không những nhà anh bị ám mà cả anh cũng bị ám nữa đấy. Để thầy xem hết cho. Chuẩn bị đồ lễ hết chưa? Đồ dạ. Cúng đâu? Dạ cô chuẩn bị xong rồi. Mang ra đây. Dạ vâng. Đây lễ vật cúng đầy đủ hoành tráng. Coming up. Đầy đủ hoành tráng là tốt rồi. Dạ. Mở ra đi cho ta làm pháp sự. Thôi mày ăn mẹ nó hết đi. Mẹ tin sư mày, mày cúng thánh thần, mày cúng một quả chuối này á. Mày bổn chỉ nó cũng vừa phải thôi chứ. Cậu ơi, cúng nguyên nãy nó chín cùng một lúc ăn sao hết. Cúng cái nào ăn cái đó thôi. Thế yeah. Mà người ta không đồn là lạ đấy. Thế mày còn hương đâu? Dạ đây, đầy đủ. Có mỗi một cây thế à? Dạ vâng, đốt nhiều quá khói bị dị ứng. Rồi. Này. Dạ. Thôi mày tự thắp đi, mẹ tao thắp tao nhục lắm. Từ xưa giờ thắp toàn 3 cây. Hôm nay gặp thằng này thì thôi 1 cây. Dạ. Thế hôm nay mày khấn đi để thầy kêu người về thử xem nào. Dạ.
mình sẽ mang tao mang nhau tao sẽ mang nhau mang nhau tao 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 Oh no. Cái gì đâu? Hả? Về đông lắm, mày khấn sao mà về đông lắm? Hay quá. Về chật hết cả sân mà đi hết rồi. Ủa sao vậy? Nó bảo vào đây ăn một quả chuối thì có chó gì mà ăn, đi hết rồi. Bây giờ sao cậu? Thế thôi, thần thánh là không về rồi đấy. Mày kỳ khấn dòng họ mày đi. Dòng họ mày đôi khi người ta thương thương nể nể mày, còn có người về chứ thần thánh là sợ mày chạy mặt hết rồi. Dạ. Oh yeah. Ghê vậy mày? Sao có oh yeah trong này nữa? Có một vong nữ sắp về. Mà tao ép quá, tao phải ép mới chịu vào, nhất định không vào, kinh chưa? Mày ăn ở thế nào mà nữ còn phải chạy? Dạ ép được không? Oh yeah. Come on baby, oh yeah. Sao cậu? Có vào không? Vô rồi. Dạ ai đây? Mẹ mày. Cái gì vậy? Cái gì cậu chửi con? Ồ, mẹ con đây nè con. Mẹ là mẹ của con. Phải không? Con khỏe không? Con thấy giọng lạ vậy? Mẹ mày mà mày không nhận ra hả thằng mất dạy? Hả? Tao giả gãi răng với mày hả? Mày nói chuyện mẹ mày, mày hả hả mày? À, sao con hả với mẹ vậy con? Sao nhìn thấy lạ? Thôi được. Mẹ, tại vì mẹ mượn xác của cậu này mẹ vô thôi nên con không nhận ra mẹ. Nhưng khi mẹ nói chắc chắn con sẽ nhận ra mẹ, bởi chuyện này chỉ có mẹ và con biết thôi. Dạ chuyện gì? Con hay cúng chuối xanh cho mẹ ăn hàng tháng đúng không? Wow, dạ đúng vậy. Ừ, bà nội cha mày tại sao chuối chín mày không cúng? Mày cúng chuối xanh, mỗi lần mày cúng chuối xanh là tao phải chạy sáng nhà sáng cửa. Ủa sao vậy mẹ? Chạy phải đi kiếm bánh tráng, thịt heo, rau sống, chấm mắm nêm. Chứ chuối xanh ăn giọng cung mày ở gì được mày? Tội nghiệp quá. Mà con thấy đó, người ta đốt là đốt nhà, đốt cửa, đốt vàng, đốt tiền, chứ đâu có ai đốt mắm nêm, rau sống đâu. Mùa cái đó dưới đó căng lắm con ơi. Ừ. Còn thiệt. Chưa hết đâu. Khổ, thiệt là khổ. Còn cái gì nữa? Con nữa. Dạ. Mẹ nói cho con nghe, sở dĩ nhà này không có ai lui tới là tại cái tính bụng xỉn và sống tự kỷ của con. Mày sống hàng xóm không ai ưa thì ai tới với mày? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Con không biết người ta, người ta đâu cần biết tới con, hiểu không? Ông bà mình có câu bà con xa không bằng láng giềng gần. Tại sao có một người đẹp trai như thằng Tư bên kia tính tình hiền hậu, sao mày không chơi với nó? Thằng Tư là Tư cà chớn chứ không có đàng hoàng đâu. Cà chớn quýnh chết mẹ mày chứ cà chớn. Mẹ nghe mẹ tức quá, mẹ muốn đánh con luôn à. Mẹ nói mà con dám cãi lại mẹ, nó dễ thương lắm đó. Nó hát khùng khùng vậy chứ dễ thương lắm đó con. Dễ thương chỗ nào? Phan. Alo. Ờ, Tư Tình nè. Lấy bánh tét hả? Tối nay vớt đem qua cho. Trăm đoàn phải không? Rồi. Mới 29 mà lo gì? Ngày mới còn 30, chưa 30 cúng được rồi. Mẹ nè con. Mẹ cái đầu mày thằng Tư. Tao thấy mày gãi tao nghi rồi. Mày chuyên bơm gãi chỗ này, đúng không? Mày nghĩ sao vậy? Mày giả, mày đeo kiếm, mày đổ trong giả. Mày ăn mặc không giống ai. Mày vô, mày chửi tao, ha? Bạn bè gì kiểu kỳ cục vậy, ha? Qua tao chửi mày là đúng rồi. Chửi gì? Không thôi để mày tốn tiền. Mà mày còn mang nhục nữa. Vụ gì? Tự nhiên mày kêu thầy phong thủy về làm chi? Hả, mày kêu thầy phong thủy về á? Mấy ông à, gặp mấy ông đàng hoàng không nói gì. Gặp cái thứ lường gạt là mày tốn tiền. Thấy chưa? Còn mày qua, tại sao tao sợ mày nhục? À, sợ mày nhục là chưa có ai cúng mà gì khốn nạn như mày.
mày coi mày cúng à, nửa cây nhang cây đàn cày, ủa nửa cây đàn cày cây nhang trái chuối, mày cúng ai ăn thứ gì? Không chịu của tao mày, không cần mày xía vô. Tao qua tao mới nói với mày á, tao giả mẹ mày để tao nói chuyện đó với mày á, không có ai ám mày hết trơn á, mày tự ám mày thôi. Có người mày mày không biết à, mày không biết giao du với mọi người thì ai dám giao du với mày? Cuộc đời mày á sẽ chết trong cô độc. Thứ mày vậy thiệt. Kệ tao. Ê, bạn bè ở kế bên xóm mày đau bụng mày bắn pháo bông cả đêm hả? À, mày cũng không dám kêu ai, mày tiết kiệm, mày cũng đâu có mua thuốc đâu. À, tao thấy tội nghiệp, tao đem bịch thuốc. Bữa đó mày có uống bịch thuốc trên bàn không? Có. Bà nội mày của tao đưa đó. Tao nói cho mày nghe, không phải tao bỏ thuốc sổ vô bia cho mày uống đâu. Bữa đó là ăn tất niên ở nhà bà Năm ha. Rồi bữa đó bà nấu chè làm sao á, rồi ăn cả xóm bị hết. Tao cũng bị mà, nhưng tao bắn ít hơn mày. Còn mày thì lúc nào cũng rình rạch tao hết trơn á. Rình rạch gì? Mày đó đúng mà. Mày ra chợ mày nói tao á, cái đặc điểm tao là gì mày nhớ không vậy? Ủa thì cái đó đâu đâu cần người trong nhà mới biết. Tại mày cứ tiết kiệm, mày sợ tắm ở trong nhà mày tốn đèn, tốn điện. À, mày ra hàng rào mày tắm hoài tao thấy thôi. Tao thấy tao mới phe người ta thôi. Mày phe gì? Đâu có, phe nhẹ nhẹ thôi à. Phe gì? Cho nó từ xưa giờ một cốc nó biết nổi ghê. Nó nổi trên cái núi đằng sau khe nước của mày. Ở đâu? Ở trên cái mông mày đó. Mày im ra mày. Tao cấm mày đi nói rêu rao nữa. Thôi đơn giản vậy thôi. Nha, mày có chơi với tao không chơi gì cũng vậy. Tao chỉ nói mày một cái điều là tao đuổi ông thầy gì của mày về rồi. Thằng cha đó lường gạt hết cả cái xóm này rồi. Tao qua tao giúp mày thôi. Còn tin hay không là chuyện của mày. Chơi với hàng xóm hay không đó là chuyện của mày. Sau này mày cô độc thì em hại mày nha. Tao đi về. Đứng đây. Mày làm gì? Mày ngon quýnh đi. Ngon quýnh đi, tết nhất chơi luôn rồi mày. Mày cho không? Tao nói mày hai câu thôi. Nói đi. Tha lỗi cho em đi anh tao. Cho ôm mấy coi. Trời ơi, con bán xà bông. Mày bóng thiệt rồi đó. Giỡn chơi thôi à. Mày đừng nói cái gu của mày là tao nha. Tao chết liền nữa. Không, tao nói thiệt, tao khuyên mày câu vậy thôi nha. Thôi cảm ơn bà nha. Bà con láng giềng á phải sống đàng hoàng. Rồi. Con ta thương. Hiểu rồi, nhờ được. Anh nói bữa nay tôi mới sáng mắt ra. Mấy gà của mày tao nhốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có đóng chuồng, đóng gì á, mày để ở ngoài tết nhất mấy đứa đi ăn cắp á. Hèn gì, tôi tưởng là bị ăn trộm rồi đó chứ. Tào lao. Ở bên cạnh mày á, mặc dù tao không làm gì cho mày nhưng mà tao lo mấy cái việc lặt vặt thì được rồi. Thôi nha. Vậy là tao vui rồi đó. Bữa nay tự nhiên tao vui dễ sợ, tao muốn hát Xăng xăng ai xăng đá về. Thôi dậy đi. Hát hoài. Bây giờ tết, bây giờ chúc bà con cô bác một câu đây. Chúc à? Ừ. À, bây giờ tức cảnh sinh tình nói luôn không? Nói luôn. Coi như là xuất khẩu thành thơ. À, chúc bà con hàng xóm đi. À, mừng xuân Giáp Ngọ, kính chúc trăm họ mọi việc an khang, sung sướng giàu sang, tiền vô chi nước, sức khỏe dồi dào, công toại thành danh. Chúc mày mừng. Đọc tào lao, mày phải theo thơ của tao mới đúng. À, thôi, mày ví dụ đi. Tiền vô như nước, già thì hưởng phước, trẻ đẹp long lanh, công thoại danh thành. Chúc mừng năm mới. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Thôi vậy này. Tầm mấy tầm ba. Đi mê mê chua lè vậy ta là. Happy New Year. Happy New Year. Trời ơi, chúc mừng mày. Năm nay là năm của mày đó. Làm gì vậy? Mày già mà mày ngựa quá. Anh á, em nè, đang làm gì á? Đang thi tái cho con á. Bộ con ý à? Ít to rồi. Nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ấy, tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh, mà ông có rủ em đi casino hoài ấy. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha. Là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha. Em cúp nha.
nhớ mua tá cho em. Ông quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi, em gì à? Hả? Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khố quá. Đúng rồi, kỳ quá. Bất cớ quá. Thôi cô, hôm dạ. nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? À, sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện cái gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ đó. Chứ còn cái tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ đó. Trời ơi, hôm nãy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè. Đó, 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 luật sư coi nè, đó, nè ngang, đọc ngang, luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè, đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự, cũng như đòi bồi thường dân sự khác, đó, con ghi mẫu ngày luôn, con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi, luật sư đông như kiến, mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó... Bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi. Tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi rồi, nha. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù, trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó cô xuống đi. Dòng, dòng với hàng gì cũng được thôi. Đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi, nữa rồi. Cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50% dưới quả phụ 29 tuổi. À đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Chờ văn phòng nó giống quê à. Không có hỏi chờ đó. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua ngang. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ế chồng gọng. Thì... cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở. Cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Văn phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, cô về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer. Ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trường Trị là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ không có người nào hết trơn á. Được rồi, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài, đánh bạc gì cứ đánh đi. Rồi thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lực sư con dễ chịu lắm.
Sao nay rảnh như này? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè, chuẩn bị kêu về mẫu liền nè. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng, chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mẫu rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đi chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè, làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ này. Nghe. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn ngay, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Trời ơi, đi ăn phở đi. Trời, ăn bánh mì với xì dầu không. Trời ơi, nó ngán chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha nó ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi cha. Móc họng nữa đi. Không, tôi cũng móc họng tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu lâu muốn ngồi thiền cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghĩ. Nhưng mà tôi nói thật cho anh nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước đó, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Sao? Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, đó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nè, xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết. Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có. À. Em coi hai cái giỏi nó có hai cái vé trọng á. Phiếu gì vé gì? Lộn suy nê hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời. Ừ. Mà nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. À. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu, như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trong mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bơm ngực 3,000, hút mở bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sĩ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá không được. Thôi được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng đó, nó biết em sứa nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em nói em má em nhặt em không ra luôn. Thôi trả lại cho bác sĩ. Không, em biết anh bác sĩ biết là em làm ở đây không bao nhiêu tiền. Thôi giờ bác sĩ bớt em 4,000 cho em trả góp không lấy tiền lời. Thật cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi chồng nó nói trời xin sao đỡ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Vậy không hả? được rồi không làm đâu. Không quýnh em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi. Quay hả? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi.
phía trước hơi bằng phẳng, cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ nữa, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Sorry, hôm khác đây nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhầm nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái ca bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba Tê. Dạ, bye, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách đó. Nói đi, nói cho tới chiều luôn đi. Nha, bây giờ em đi đi làm rồi, rồi cô đi đi nha. Cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Thị. Chào nó tới mai, tới mai. Chào luật sư. Em nhớ ra rồi. Nãy bước vào nom thấy mặt luật sư, em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không. Chuyện là như thế này. Tuần trước đó, em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao giống luật sư nên em tưởng... Cho nên cô thấy tôi quen đấy chị. Dạ vâng. Tôi một tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này. Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên em bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp và lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi. Không. Luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ, ông làm cho em si khớp thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em à, lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ổng là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ổng lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ổng bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất này. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? Dạ vâng.
Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Mời dạ bà vâng, ngồi. Dạ vâng. À, mời bà dạ vâng. Ngồi đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu, cho nên là bà cứ nói trước là bà cứ là hay là thế. Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đó? À, dạ ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? Là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1.000.000 đồng. Một triệu đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1.000.000 đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh. Dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1.000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? Dạ. À không, bà bình tĩnh, bà ngồi. Dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà dở điên dở khùng, sống không ra sống chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. Luật sư mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời cho dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. Bà phải tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà 2 trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ là lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Oh. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thư bạn của luật sư thì có siêu bác sĩ Huỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thấy chưa? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa đó. Cô có lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm, không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello. Bác sĩ Huỳnh hả? À? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè. Ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa. Cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua liền đi, qua liền đi nha. Chứ em mà em không dính dáng vào chuyện này đâu á. Bye. Mình chú Mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú Mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rầu.
À anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao là qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế gì ông. Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phân nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nỡ lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ nó là cái personal, còn thưa nhau ra tòa nó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá. Mà thưa tôi sao được? Đưa được. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm, thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe nè, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không mà. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được, phải không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó. Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À. Tôi cũng thông cảm lắm chứ. Nói thiệt, cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua, tôi thấy sao nó mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. Bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa cái gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết. Tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi tôi đi hầu. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh. Em bảo này. Không thưa đi. Không, thưa mà. Anh đừng đọc. Ép tôi mà. Anh đừng đọc. Anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao sẽ đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng